Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp một dạng toán của chuyển động ngược chiều. Chúng ta đi vào bài tập. Đề bài cho một ô tô và một xe máy đi cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau. Như vậy, ngay khi đọc đề bài chúng ta xác định được rằng đây là dạng toán chuyển động ngược chiều. Đề bài nói rằng sau 1 giờ 45 phút thì hai xe gặp nhau. Và đề bài yêu cầu tính độ dài quãng đường AB. Biết vận tốc của ô tô là 60 km/h và vận tốc của xe máy là 45 km/h. Chúng ta có thể hiểu bài toán trên sơ đồ như sau. Chúng ta có thể hiểu bài toán trên quãng đường AB thì ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/h và xe máy đi từ B với vận tốc 45 km/h. Sau khoảng thời gian 1 giờ 45 phút thì hai xe gặp nhau ở điểm C. Và đề bài yêu cầu tính độ dài của quãng đường AB. Vì đây là dạng toán chuyển động ngược chiều, vậy chúng ta sẽ nhớ tới một khái niệm, đó là khái niệm tổng vận tốc. Thì từ yêu cầu của đề bài yêu cầu tính độ dài quãng đường AB, thì chúng ta sẽ nhớ công thức tính độ dài quãng đường S thì bằng B nhân với T. Trong chuyển động ngược chiều thì V được gọi là tổng vận tốc của hai xe. Đề bài cho V chưa? Đề bài cho vận tốc của ô tô, cho vận tốc của xe máy. Như vậy chúng ta hoàn toàn tính được tổng vận tốc của hai xe bằng 60 cộng 45. T là gì? T là khoảng thời gian để hai xe gặp nhau. Đề bài cho chưa? Đề bài cho sau 1 giờ 45 phút thì hai xe gặp nhau. Như vậy chúng ta đã có T. Vậy thì có V, có T, chúng ta hoàn toàn tính được S. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện bài toán. Bước đầu tiên chúng ta đổi 1 giờ 45 phút ra đơn vị giờ. Đổi 1 giờ 45 phút ra đơn vị giờ, chúng ta thực hiện 45 chia 60, chúng ta được kết quả 0,75 cộng 1 thì bằng 1,75 giờ. Sau đó chúng ta đi tìm tổng vận tốc của ô tô và xe máy. Tổng vận tốc và chúng ta thực hiện phép cộng 60 cộng 45 và bằng 105 đơn vị km/h. Biết V, biết T rồi, vậy chúng ta sẽ tính được độ dài quãng đường AB. Chúng ta thực hiện 105 nhân với 1,75 bằng. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 105 nhân 1,75. Năm nhân 5 thì bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 0 bằng 0, nhớ 2 thì bằng 2. 5 x 1 thì bằng 5. 7 x 5 35, viết 5 nhớ 3. 7 x 0 bằng 0, nhớ 3 thì bằng 3. 7 x 1 bằng 7. 1 x 5 bằng 5. 1 x 0 bằng 0. 1 x 1 thì bằng 1. Chúng ta cộng xuống. 5 cộng 0 thì bằng 5 này. 2 cộng 5 thì bằng 7. 5 cộng 3 cộng 5 thì bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 7. Thêm 1 thì bằng 8. 1 hạ xuống. Chúng ta được kết quả 18375. Vậy chúng ta đếm xem ở trong tích này thì có 1, 2, có 2 dấu phẩy. Chúng ta đánh dấu phẩy ở đây. 183,75 km. Kem đắt số bài toán 183,75 km. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài số 4, đó là dạng toán chuyển động ngược chiều. Xin chào và hẹn gặp các em ở trong những video tiếp theo.